Ai cũng có quyền ước mơ, có người ước mơ cao xa, nhưng cũng có người chỉ dám ước mơ những điều vô cùng giản dị. Cuộc sống thực tại không cho phép họ nghĩ đến những điều quá xa vời. Trước đây, chưa bao giờ thầy Thái Văn Hiển, giáo viên âm nhạc trường tiểu học Thanh Thủy, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, lại nghĩ đến ngày mình phải vẽ ra ước mơ của mình trên một tấm bìa cắt tông như thế này. Sau khi lập gia đình và có hai đứa con gái, thầy Hiển bất ngờ mất đi người vợ, cũng là một cô giáo, sau một tai nạn giao thông trên đường đi làm. Người đàn ông vốn đã quen khổ, sau nhiều năm dạy ở miền núi như thầy Hiển, cũng phải ngã quỵ khi nhìn hai đứa con thơ dại. Khi đó, đứa lớn mới hơn 3 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Trước đây, hai vợ chồng thầy sống quây quần trong căn phòng tập thể của trường vợ ở huyện Lệ Thủy. Khi vợ mất, thầy phải ôm hai con nhỏ về ở nhờ nhà bà nội ở huyện Tuyên Hóa. Suốt 5 năm qua, thầy vừa làm bố vừa làm mẹ của hai đứa trẻ. Mẹ à, đêm qua con nằm mơ, đi từ thềm nhà vào bếp. Số phận nghiệt ngã chưa buông tha thầy. Mới đây, đứa con đầu của thầy bị viêm cầu thận, hàng tháng phải vào Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám và lấy thuốc. Bao nhiêu tiền bạc làm được, thầy phải đổ theo cứu con. Thầy nói rằng rất muốn làm thêm công việc gì đó để lo cho hai đứa con. Hai con ngày càng lớn, chi phí sinh hoạt và học tập ngày càng cao. Một mình thầy và đồng lương giáo viên ngày càng không kham nổi. Thầy có khả năng chơi đàn. Chính vì vậy, niềm mong mỏi bấy lâu nay của thầy là mua được cây đàn organ để làm thêm ngoài giờ bằng việc đi tham gia đánh đàn tại các chương trình đại hội hoặc cưới hỏi. Một cây đàn với giá tiền hiện tại trên thị trường khoảng chừng hơn 30 triệu, nhưng tích góp mãi cũng không đủ vì phải lo cho con. Và nguồn vốn từ chương trình đồng hành cùng người thầy đã mang đến hy vọng mới cho cuộc đời của thầy. Chương trình mà đồng hành cùng người thầy là tạo cho mình một cái vốn này mình rất quan tâm, tại vì cái hoàn cảnh của mình đặc biệt là rất là khó khăn. Cho nên khi mà có cái chương trình này á, mình cảm thấy là mình nếu mà vay được vốn đó, mình cảm thấy là mình có thêm cái động lực, có thêm cái thu nhập để mà tiếp tục là cùng gia đình vượt qua cái khó khăn trong thời điểm hiện tại. Không đến mức phải mất đi người thân như thầy Hiển, nhưng hoàn cảnh của cô Trần Thị Hoa, giáo viên trường tiểu học Quảng Phương A, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch cũng bi đát không kém. Cuộc đời cô Hoa cũng liên tiếp phải trải qua những ngày giông bão, khi lần lượt cô rồi con trai cô bị phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh. Có những ngày đang giảng bài trên lớp, cô Hoa ngất xỉu. Biết là có bệnh, nhưng cho đến khi số lần ngất xỉu dày đặc, cô mới vào Bệnh viện Trung ương Huế khám. Bao nhiêu tiền lương, tài sản trong nhà đều trôi theo những tháng ngày điều trị của hai mẹ con khi phải chuyển viện ra Hà Nội điều trị. Cuộc sống của gia đình nhỏ chật vật lay lắt qua ngày vì đến nay vẫn phải lo thuốc thang thường xuyên. Mới đây, cô vay tiền mở một quán nhỏ bán tạp hóa ngay trước nhà. Vì đồng vốn vay có hạn nên cô chỉ mới bỏ được một số mặt hàng nhỏ lẻ. Biết hoàn cảnh của cô, một đồng nghiệp cùng trường đã giới thiệu cô với chương trình đồng hành cùng người thầy. Số tiền được vay tuy không nhiều nhưng với cô là vô cùng ý nghĩa và đúng lúc. Khi tôi có ý định làm một cái quán nhỏ để trợ giúp làm kinh tế cùng gia đình thì tôi cứ nghĩ đến việc là vay vốn và sẽ trả lại với cái lãi suất cao. Nhưng mà tôi rất là bất ngờ khi được chương trình chọn cho vay vốn rồi là không tính lãi. Thì đây là một điều may mắn đối với bản thân tôi và cùng với gia đình tôi. Với những giáo viên nghèo hoặc không may rơi vào hoàn cảnh éo le, nguồn vốn vay từ chương trình đồng hành cùng người thầy của báo Tuổi Trẻ thực sự là một cuộc tiếp sức cho một niềm hy vọng, một hy vọng được thắp lên bởi tình người.